Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Mercedes-Benz phiên bản GLC 200, sản xuất năm 2020, màu trắng, nội thất màu đen, biển số Hà Nội. Xe này của em mới chạy được có 9.000 mai thôi. Tính ra thì nó rơi vào khoảng tầm 1.500.000 km mọi người nhé. Mọi người lưu ý với em, đây là bản GLC 200 phiên bản Formatic mọi người nhé. Trên bản GLC 200 thì sẽ có hai phiên bản, GLC 200 thường và GLC 200 Formatic. Trên bản Formatic này thì sẽ được dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đó. Cái khác biệt lớn nhất là như vậy thôi. Cũng không có quá nhiều điều khác biệt. Tuy nhiên là trên bản GLC này thì giá nó hoàn toàn khác. Khác rất là nhiều. Đó, một số cái điều khác biệt cơ bản khác, nhưng cái mà để rõ rệt nhất, để phân biệt rõ ràng nhất, nó chính là dẫn động 4 bánh toàn thời gian mọi người nhá. Ngoài ra nữa thì trên chiếc xe này của em còn có hệ thống camera 360 độ nữa. Biển số Hà Nội một chủ sử dụng từ đầu 30G664.16 ạ. Chiếc GLC này thì là một trong số chiếc xe mà được ưa chuộng nhất và được bán chạy nhất trong khoảng tầm 5 năm gần đây trở lại đây của Mercedes-Benz. Gia đình nhà GLC thì hiện tại thì mọi người chắc là cũng biết rồi, trên thị trường thì quá là phổ thông rồi. Rất nhiều những chiếc GLC hiện tại đã được bán ra và đang sử dụng trên đường, thì mọi người nhìn thấy GLC là chuyện rất là bình thường đúng không ạ? Chiếc này của em thì còn khá là mới, vì mới chạy có tính ra hơn 1.000.000 km thôi. Bản GLC 200 Formatic này thì nó sẽ xem giống như cái bản GLC 250 trước đây. Bởi vì ở cái đời này thì ngừng sản xuất GLC 250 rồi mới nhá. Không còn sản xuất GLC 250 nữa mà chỉ có GLC 200 và GLC 300. GLC 300 thì sẽ có một bản duy nhất, còn GLC 200 thì sẽ có bản Formatic và bản thường. Trên bản Formatic này nó còn khác cả một bộ la răng nữa mọi người nhá. Đây là răng nó cũng khác à. Thiết kế đã thay đổi hoàn toàn. Cả cụm đèn pha, đèn hậu đều là thay đổi rõ rệt. Ở trên bản GLC 200 thường ấy thì nó sẽ la răng nó sẽ là 5 chấu đơn đó. Rất là dễ dàng để mọi người có thể phân biệt được. Và nếu để ý kỹ hơn thì mọi người sẽ thấy được có một hệ thống camera 360 trên cái bản full này đó. Nội thất màu đen này thì nó sẽ có ưu và nhược điểm như thế này. Cá nhân em ấy thì tất nhiên em thích màu sáng hơn. Tuy nhiên cái màu đen này thì lại rất nhiều anh em thích, vì là nó sẽ rất là sạch. Nó sạch sẽ hơn, giữ được lâu hơn. Cái việc bảo quản nó dễ hơn rất là nhiều. Sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều. Đó. Khi mà mua xe của bên em ấy thì mọi người có thể mang xe vào hãng hay là bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để kiểm tra về chất lượng nhé mọi người nhé. Bên em cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản và km zin không tua. Tất cả cái vành rồi đến các cái mép em đều quay cho mọi người xem này. Rất là chuẩn chỉ luôn, không hề bị vênh váo hay là có dấu hiệu tháo dỡ gì cả. Tuy nhiên là xe thì không thể tránh được những cái xước sát nhỏ nhỏ mọi người nhé. Xe thì xước sát thì em đã cho xử lý rồi, sẵn sàng đến tay quý khách hàng thôi. Đây em sẽ nổ máy cho mọi người xem này. Mọi thiết kế nó đều thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Đó. Còn trên bản 25, trên bản 200 á, bản mà bản thường á, chưa có hệ thống Formatic này á, thì sẽ không có loa Bumaster như thế này mọi người nhá. Đây có loa Bumaster này. Đó. Và số km thì hiện tại là 9.730. Đó. Ở đây thì còn có hệ thống camera 360 nữa. Đó, đầy đủ hết nha mọi người nhá. Tất cả những cái phím bấm ở đây rồi thì vân ốp gỗ này, chuột cảm biến thông minh này. Đó, đầy đủ. Và có cả đèn viền ở bên trong xe nữa nhá mọi người nhá. Đó, rất là đầy đủ luôn, có cả đèn viền. Đó, màu tím này. Cái này màu này chúng ta có thể thay đổi được. Cái quan trọng nhất để chúng ta dễ dàng nhận biết cũng như là thích nhất ở trên cái
chiếc xe bản 25, bản 200 thường và bản 200 Formatic này ấy, thì cái đầu tiên là phải nói đến là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đó, đó là cái đầu tiên và gần như là cái quan trọng nhất cho một chiếc xe SUV để chúng ta vận hành. Đó là cái đầu tiên, em rất là thích chạy 4 bánh toàn thời gian. Đó. Đấy là cái đầu tiên này. Cái thứ hai nữa là có thêm hệ thống camera 360, có loa Bumeter, có một bộ vành đa chấu, nhìn rất là đẹp. Nói chung là nó khác lại khá là nhiều, tiền nào của nấy thôi. Nếu như anh chị mua GLC 200 thì nó sẽ tiết kiệm được đâu đó lệch nhau khoảng tầm cỡ 200 250 đó, khoảng 250 mỗi nhá, khoảng 200 250, khoảng 250 triệu. Rồi bây giờ thì em xin công bố giá luôn để cho mọi người tham khảo nhá. Đây là chiếc GLC 200 sản xuất năm 2020 bản Formatic, bản cao cấp nhất của GLC 200, màu trắng, lối thất đen, biển số Hà Nội, chạy 9.000 mile. Hiện tại thì xe này bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 1.999.000 mọi người nhá. 1.999.000. Bao gồm hỗ trợ mọi người vay 70% và giao xe toàn quốc, bao check hãng, test hãng toàn quốc ạ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.